thưa quý vị các bạn thân mến, tiếp theo là phần 2. Trước mình nói tới cung thấy cần lau vùng dậy. Ông Richard Helmut, phó giám đốc kế hoạch Syria nói: Thiệu, một tín đồ Công giáo, từ lâu đối với trí quan đã là biểu tượng chính cho sự ngoan cố của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, không chịu dứt khoát với chế độ Công giáo trị của thời Diệm. Ông Todd Miller nói lên ý tưởng Hòa Thượng Trí Quang mong muốn. Ông nói trong khi các quan chức Mỹ muốn có một chính phủ ổn định ở miền Nam, trên hết và trước hết thì Trí Quang lại muốn thấy một chế độ cách mạng. Một chế độ mà ông định nghĩa là thật sự không còn ảnh hưởng người Công giáo tàn dư của Diệm hay Cần Lao. Trí Quang muốn trở thành một nhân vật duy nhất có chọn lựa lãnh đạo cho chính trường miền Nam, chứ không phải quan hệ với Cộng sản hay có khuynh hướng trung lập hay thiếu nhiệt tình chống cộng như một số người gán ghép cho ông. Mặc dù tuyên bố rằng ông sẽ thẩm định chính phủ mới trên cơ sở thành tích hoạt động, nhưng Trí Quang lo ngại rằng bản thân chính phủ Thiệu, nhiều thành viên trong nhóm âm mưu đạo chính vốn là người của Diệm. Theo tài liệu Thích Trí Quang và Chiến tranh Việt Nam, James McEliter cập nhật ngày 19 tháng 8 năm 2008, Trần Ngọc Cư dịch từ tiếng Anh, trang 4, 5, 19 đến trang 31. Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tiếp tục chống Cần Lao trong chính phủ quân Việt Thiệu Kỳ. Lý do nào mà Phật giáo Việt Nam tiếp tục biểu tình chống chính phủ quân Việt Thiệu Kỳ? Lý do thật quá rõ ràng là tập đoàn Cần Lao cấu kết nhau làm nhiều cuộc đảo chính đã được thống kê như trên, cho chúng ta thấy rõ mục đích của họ là dựng lại chính thể Việt Nam Cộng Hòa Thiên Chúa Giáo như thời Diệm, một chế độ độc tài đảng Cần Lao trị, đi ngược lại tự do, dân chủ, nhân quyền của Hoa Kỳ. Trong đó Phật giáo Việt Nam chắc chắn sẽ bị Thiên Chúa Giáo tiếp tục đàn áp để trả thù cho Diệm. Chưa nói đến Cần Lao không lo quốc phòng, chỉ lo ôm hết quyền hành, tham nhũng xây dựng đạo Chúa, Việt Nam Cộng Hòa ắt sẽ bị lọt vào tay Cộng sản Bắc Việt. Là đằng khác, chừng đó các tôn giáo miền Nam liệu có được tự do hành đạo hay không? Các giáo phẩm tôn giáo có tự do hay vào tù, bị Cộng sản Việt Nam giết chết? Thật rõ ràng được thấy hai vị hòa thượng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã bị Cộng sản Việt Nam đẩy ra khỏi Sài Gòn. Hòa thượng Quán Độ bị ra ở Thái Bình, Bắc Việt. Hòa thượng Huyền Quang bị đẩy ra ở chùa Hội Phước, Quảng Ngãi. Hòa thượng Đức Nhuận bị tù, ra tù về chùa Giác Minh, chẳng bao lâu viên tịch. Riêng Hòa thượng Trí Quang bị Cộng sản Việt Nam giam lỏng tại chùa Ấn Quang, Già Lâm, Gò Vấp, trang 24. 31. Thích Trí Quang và Chiến tranh Việt Nam. Tư tưởng lo xa cho dân tộc Việt Nam nói chung, nói riêng cho dân tộc miền Nam của Chư Tăng trong Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà Hòa thượng Thích Trí Quang là vị tăng quan tâm hàng đầu hơn hết. Tư tưởng đó của Hòa thượng Trí Quang đã được ông Richard Helmut, phó giám đốc Syria Mỹ, sau khi đọc lá thư của Hòa thượng Trí Quang gửi cho đại sứ Henry Cabot Lodge vào tháng 5 năm 1965, đã đem lời nhận định Trí Quang ít khi liên hệ với giới chức Mỹ qua thư từ chính thức và rõ ràng. Lá thư này tiêu biểu cho một mà nỗ lực diễn đạt những tâm tư sâu kín nhất của ông về tình hình Việt Nam. Điều đáng tiếc là những suy nghĩ được diễn tả trong thư tiết lộ rằng cuộc xung đột tôn giáo ở Việt Nam vẫn là quan tâm hàng đầu của Trí Quang. Theo cách nhìn của ông, người Công giáo không phải là người thật tâm chống cộng, trong khi người Phật giáo thì cho rằng chính sách của Mỹ có khuynh hướng ưu đãi đạo Công giáo. Người Mỹ bị dân chúng coi là không khác gì người Pháp trong việc dùng người Công giáo để tiêu diệt Phật tử. Nếu Hoa Kỳ muốn khỏi bại trận, họ không còn cách nào hơn là phải đảo ngược chính sách của mình và chủ trương một chính sách cách mạng. Một chính sách mà nội dung cơ bản theo Trí Quang là các phần tử Công giáo Cần Lao ác ôn và bè lũ Đại Việt phản động
phải bị loại trừ. Thích Chí Quang và Chiến tranh Việt Nam, trang 18. Dựa trên hồ sơ lưu trữ Bộ Ngoại Mỹ, Nguyễn Ngọc Cư dịch từ tiếng Anh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Viện Hóa Đạo vận động toàn dân bầu cử Quốc hội lập hiến. Trước nhiều hiện tượng biểu tình của bạo lực Tăng Lao và Thiên Chúa Giáo nhằm vào mục đích tái lập chính thể Ngô Đình Diệm, một chính thể đã từng tiêu diệt tiềm lực Phật giáo, điều này đã được Hòa Thượng Trí Quang đoán trước không sai. Ngài nói ông Ngô Đình Diệm đổ rồi, đúng như tôi dự đoán, vấn đề Phật giáo không phải kết thúc mà là bắt đầu. Từ đây Phật giáo ở trong tình trạng cây muốn lặn mà gió không ngừng. Trích từ tiểu luận tự ghi Hòa Thượng Trí Quang. Vì thế cho nên Phật giáo Việt Nam thống nhất phải một lần nữa đứng lên vận động toàn dân quân tham gia bầu cử Quốc hội lập hiến để thành lập một chính phủ Việt Nam Cộng hòa do dân vì dân. Như thế mới có thể loại trừ tất cả Cận Lao ra khỏi các cơ cấu chính quyền Việt Nam Cộng hòa mới. Hai cuộc tranh đấu của Phật giáo Việt Nam năm 1963 đối với Ngô Đình Diệm và năm 1966 đối với tập đoàn Cận Lao trong chính phủ Quân Việt Thiệu Kỳ luôn được tương quan mật thiết với các chính khách Hoa Kỳ Trung ương tại Washington DC và tòa đại sứ Mỹ Sài Gòn. Điều này được ông George Carver tin rằng sự tương hợp các mục tiêu của Mỹ đối với phe Phật giáo thống nhất vẫn còn tồn tại. Ông cho rằng không có sự ủng hộ tích cực của giới Phật giáo thì chính sách của Mỹ không thể nào thành công được. Thật vậy, Carver mạnh dạn hàm ý rằng quyền lợi của Mỹ có thể được phục vụ tốt hơn nhờ một chiến thắng qua phe Phật giáo, vì một chính phủ trong đó quần chúng Phật tử có một tiếng nói ưu thế sẽ tạo được điểm hội tụ cho chủ nghĩa quốc gia đang vươn dậy. Một chủ nghĩa nhiên hậu có thể cung ứng cho toàn bộ cơ chế quốc gia chủ nghĩa và phi cộng sản một nền mỏng vững chắc hơn cơ chế hiện nay đang có. Thích Chí Quang và Chiến tranh Việt Nam, trang 22, Nguyễn Ngọc Cư dịch từ tiếng Anh. Cuộc vận động bầu cử Quốc hội lập hiến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhìn thấy trước hiện tình miền Nam Việt Nam vô quân, vô chính phủ, thượng hạ chống trái nhau, xã hội rối loạn, chiến tranh chết chóc trong năm 1965, làm cho chư tăng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Viện Hóa Đạo lúc bấy giờ phải đứng ra tìm cách cứu vãn Việt Nam Cộng hòa miền Nam sao cho được đứng vững. Là phải có quốc hội lập hiến do dân để xóa đi chính phủ quân Việt Cần Lao, tái lập chính thể Việt Nam Cộng hòa, lý tưởng đúng với bản chất tự do dân chủ của Hoa Kỳ đã trao cho ông Ngô Đình Diệm. Nhưng ông không theo, lại theo bản chất của Giáo hội Thiên Chúa La Mã là chúa trên hết. Đến thời ông Thiệu, các tướng tá Cần Lao cấu kết nhau đi lại vết xe cũ của ông Diệm, gọi là Diệm không Diệm. Ý nghĩa Diệm không Diệm là Phật giáo Việt Nam tiếp tục bị Cần Lao Thiên Chúa chèn ép đánh phá nhằm tiêu diệt, trong đó có các tướng tá trong Việt Nam Cộng hòa và nhân viên hành chánh quốc gốc Phật tử bị Cần Lao chèn ép tuần tự, bị loại trừ ra khỏi quân lực và chính quyền, thay vào đó toàn là tín hữu Kitô giáo. Vị đại tăng đã tìm thấy được Phật giáo Việt Nam đã và đang bị dư đảng Cần Lao trong chính phủ quân Việt Thiệu Kỳ tìm cách đàn áp và tiêu diệt như dưới thời Diệm, đó là Hòa Thượng Thích Chí Quang. Cho nên Ngài đã đưa ra ý kiến Phật giáo phải dấn thân lần nữa, là vận động toàn quân và dân mở cuộc tranh đấu với chính phủ quân Việt Thiệu Kỳ để đòi bầu cử quốc hội lập hiến, là cơ hội xóa bỏ dư đảng Cần Lao, chính phủ Việt Nam Cộng hòa do dân làm chủ một cách bình đẳng, không phân biệt tôn giáo. Ra giữa một buổi họp của chư tăng trong hội đồng lưỡng viện Viện Hóa Đạo, tư tưởng phải tranh đấu của Hòa Thượng Thích Chí Quang được chứng minh qua lời của Ngài sau đây. Ông Ngô Đình Diệm đổ rồi, đúng như tôi dự đoán. Vấn đề Phật giáo không phải kết thúc mà là bắt đầu. Từ đây sắp đi, Phật giáo ở trong tình trạng cây muốn lặn mà gió không ngừng.
quan điểm tương phản đến mức đó nên phải có vụ 1966, tiểu truyện tự ghi của Hòa Thượng Thích Chí Quang, trang 3. Nhân sự vận động bầu cử quốc hội lập hiến. Nhân sự 1, giai cấp chỉ đạo là chư tăng trong Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhân sự 2 là lực lượng vận động, đó là toàn dân tam giáo, ngoài xã hội, quân dân các cấp trong các binh chủng Việt Nam Cộng Hòa và nhân viên hành chánh các cấp trong chính phủ, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa từ trung ương đến địa phương. Nhân sự 3 là người chỉ huy lực lượng quần chúng, quân dân, cán bộ hành chính và toàn dân trong các cuộc tranh đấu bất bạo động ở hình thức biểu tình tuyệt thực, đó là hai tướng Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Chánh Thi. Tướng Thi chỉ huy mặt nổi là động binh ở quân và dân, tướng Kỳ chỉ huy ngầm ở hậu phương trung ương, trong đó vận động các tướng vùng, sư đoàn đem tâm ủng hộ, đừng chống đối, bởi vì tướng Kỳ được đa số tướng tá có cảm tình, là do tâm chánh trực, không tham nhũng, không bè phái, hơn nữa đang ở ngôi vị chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương của chính phủ quân Việt. Cũng như gốc Phật giáo, cả hai tướng Thi và Kỳ ở ngôi vị chỉ huy đoàn binh biểu tình bất bạo động, thì nhất định công cuộc tranh đấu đòi bầu cử quốc hội lập hiến của Phật giáo ắt sẽ thành công, nếu không nói rằng cuộc tranh đấu đòi bầu cử quốc hội lập hiến của Phật giáo Việt Nam thống nhất đang ở thế thượng phong. Cơ hội tốt nhất đưa đến thắng được tập đoàn Cần Lao, một quốc hội lập hiến sẽ được hiện hữu trong đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, mà tướng Thi gọi là tổng thống, tướng Kỳ phó tổng thống, hay ngược lại tướng nào cũng được. Tư tưởng phân bố chức vị tranh đấu thực tại và mai sau khi được thành công, cũng như kế hoạch vận động và hành động kế hoạch của hai tướng Kỳ Thi như đã nói trên, được chư tăng viện Hóa Đạo trong hai viện đồng ý sau 2-3 lần hội họp. Mặc dù theo tin hành lang lúc bấy giờ cho biết Hòa Thượng Tâm Châu chọn tướng Kỳ cầm quân tranh đấu, quý hòa thượng khác nói rằng tướng Kỳ đang có chức vụ Ủy ban Hoằng pháp Trung ương giữ cho việc vận động thì có kết quả hơn là cầm quân, vì tướng Kỳ có tánh nóng, bất đồng, đột xuất, khó có thể chủ huy đoàn binh. Tướng Thi đang là tư lệnh quân đoàn 1 là thuận lợi ở hoàn cảnh và môi trường có quân trong tay. Vùng một Phật tử ngoan đạo hơn, dễ tiến quân. Qua mấy lần giằng co giữa tướng Kỳ và tướng Thi, ai là tướng cầm quân, cuối cùng tướng Thi được chư tăng chọn chỉ huy đoàn binh tranh đấu ở Đà Nẵng, Huế. Những tin tức trên là bán chính thức thời đó. Cấu trúc một mà chính thể Việt Nam Cộng Hòa dân cử. Cấu trúc một chính thể mới Việt Nam Cộng Hòa dân cử trước hết được thấy đó là Quốc hội, Hạ Thượng Viện do người dân có tài đức ra ứng cử, tranh cử được toàn dân chọn và bầu cử. Một số cơ chế mới đó là một chính phủ trung ương được có đủ 3 bộ lập pháp, tư pháp, hành pháp và một số cơ chế hành chính khác. Tổng bộ trưởng tất cả đều dưới sự lãnh đạo của tổng thống, phó tổng thống, dân sự. Ngoài chính phủ trung ương có 4 chính phủ tại 4 quân đoàn. Vùng chiến thuật, nhân sự chỉ đạo hành chính vẫn là dân sự. 4 chính phủ tại 4 vùng được gọi là đại biểu chính phủ. Tất cả tỉnh trưởng đều là dân sự trực thuộc đại biểu chính phủ địa phương. Một chính thể Việt Nam Cộng Hòa dân cử được có 2 bộ phận quân sự và chính trị quân sự, vẫn giữ 4 quân đoàn và biệt khu thủ đô do tướng lãnh chỉ huy, luôn trực thuộc chính phủ trung ương và đại biểu. Nhân sự chỉ huy quân lực đều do sĩ quan các cấp, tướng tá, úy đảm trách. Về chính trị, từ tổng thống, phó tổng thống xuống các bộ, nha, tỉnh, quận, xã, trưởng đều do dân sự chỉ huy. Riêng bộ quốc phòng vẫn là một tướng lãnh. Về lực lượng bán quân sự như cảnh sát, tình báo vẫn là dân sự, nhưng có thêm đơn vị quân báo trực thuộc bộ quốc phòng. Cấu trúc một chính thể mới Việt Nam Cộng Hòa dân cử nói trên lúc bấy giờ chỉ là một dự án chưa thực thể, do một số trí thức Phật tử trong và ngoài
ở Việt Nam Cộng Hòa soạn thảo. Nếu chính phủ dân cử được thành công sau cuộc tranh đấu đòi bầu cử quốc hội lập hiến được kết quả hiện thực, thì dự án đó được thực hiện cho chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa mới. Vấn đề soạn thảo những cơ chế cho một chính phủ mang tính chính trị giữa thời điểm Cần Lao đang hoành hành thống trị dân tộc miền Nam lúc bấy giờ, không phải như là cuộc hàn huyên uống nước trà rất là nguy hiểm tính mạng trước các bạo lực Cần Lao và nhân sĩ Kitô, từ chết đến bị thương vào nhà tù. Do vậy chỉ có một mình Hòa Thượng Thích Thiện Minh và một vài vị Phật tử ở lĩnh vực quân sự. Điều này được thấy Hòa Thượng Thích Thiện Minh đến Bộ Tư lệnh Không quân Tân Sơn Nhất hội kiến với tướng Kỳ lúc bấy giờ. Cứ cách hai hôm hay một vào buổi tối là các nhân sĩ chính trị Việt Nam Cộng Hòa ngồi lại bàn luận soạn thảo. Do đó Hòa Thượng Thiện Minh bị Cần Lao của tướng Thiệu ám sát bằng lựu đạn tháng 6 năm 1966. Với Hòa Thượng Thích Chí Quang lúc bấy giờ có thể được biết đến cấu trúc chính trị chính phủ Việt Nam Cộng Hòa dân cử nói trên, tất cả chư tôn đức giáo phẩm khác hoàn toàn không biết. Mãi đến sau khi cuộc tranh đấu đòi bầu cử quốc hội lập hiến ở miền Trung bị tướng Kỳ đàn áp tăng trả, chư tăng và chúng tôi mới được biết. Cũng nói thêm rằng sau 30 tháng 4 năm 1975, tất cả chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đều bị Cộng sản Việt Nam bắt vào tù và đày xa xứ, như hai Hòa Thượng Huyền Quang bị giam lỏng trong chùa Hội Phước Quảng Ngãi, Hòa Thượng Quảng Độ bị về quê ở Thái Bình, riêng Hòa Thượng Thích Thiện Minh bị Cộng sản Việt Nam bắt nhốt vào nhà tù ở đường Phan Đăng Lưu, Gia Định, rồi bị họ giết chết trong đó. Do soạn thảo đề cương chính trị cho một Việt Nam Cộng Hòa mới dân cử và liên đới với nhiều tướng tá Việt Nam Cộng Hòa trong quá khứ, Hòa Thượng Thích Chí Quang bị Cộng sản Việt Nam giam lỏng ở chùa Ẩn Quang và tu viện Già Lam. Cần Lao tung dư luận đánh phá phong trào được bắt đầu từ tháng 2 năm 1966 đến tháng 3 năm 1966. Nhiều dư luận tiếng bạc tiếng chì từ trong quân đội nói ra, từ ngoài dân nói vào quân đội, trong nói ra, ngoài nói vô, hai chiều ra vô, nhưng chỉ một giọng điệu rằng tướng Nguyễn Chánh Thi là người của quý Hòa Thượng Thượng Tọa miền Trung chắc chắn sẽ lên ngôi vị tổng thống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa dân cử, còn tướng Nguyễn Cao Kỳ của các sư Bắc Thượng Tọa Thích Tâm Châu sẽ bị các sư Huế cho ra rìa, đừng hòng chức vị phó tổng thống Tết Công Gô mới được. Phó tổng thống sẽ là một vị trí thức Phật giáo có khoa bảng. Tiếng đồn đãi xấu ác đó không ai xa lạ, đó là các ông tướng tá Cần Lao ở sau hậu trường chính phủ quân Việt. Họ nói ra lời ác ấy nhắm vào chia rẽ giữa tướng Kỳ với tướng Thi, Thượng Tọa Thích Tâm Châu với Thượng Tọa Thích Chí Quang, chư tăng miền Bắc với chư tăng miền Trung, miền Nam. Trong khi đó Thượng Tọa Thích Thiện Minh, cứ cách vài chiều tối, Thượng Tọa được ông tài xế tên Trọng, người Huế lái chiếc Nissan màu đen bốn cửa đến Bộ Tư lệnh Không quân Tân Sơn Nhất. Thỉnh thoảng người viết cũng được Thượng Tọa bảo đi theo để cho ông tài xế Trọng khỏi phải bị cô đơn trong thời gian đậu xe ở Bắc Kinh. Khoảng 2-3 giờ dưới trời đêm dài Sài Gòn oi bức để chờ Thượng Tọa xong cuộc bàn luận chính trị với tướng Kỳ thay trò ra về. Hoa dân chủ nở trong lòng dân tộc. Mặc dù giới Cần Lao Thiên Chúa trong quân đội, hành chánh chính trị và ngoài xóm đạo, họ đua nhau nói ra nhiều lời ác nhằm mà chia rẽ các cấp lãnh đạo Phật giáo Việt Nam thống nhất trong hội đồng chỉ đạo phong trào đòi bầu cử quốc hội lập hiến của Phật giáo như may như vậy. Nhưng hàng triệu con tim tam giáo trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa và người dân ngoài xã hội vẫn vui mừng nở hoa dân chủ trong lòng và tiếp tục hiện hữu ở đôi chân, từng bước hăng say tiến về dinh độc lập ở tương lai một ngày không xa. Bởi vì bao nhiêu năm rồi
bị chính phủ Việt Nam Cộng hòa Thiên Chúa Giáo cai trị. Người dân không được một chút tự do dân chủ, miền niềm khao khát dân chủ từ lâu. Thì nay được Phật giáo Việt Nam đứng lên tranh đấu để cho toàn dân được có dân chủ. Nói rõ hơn, phong trào tranh đấu Phật giáo đòi bầu cử Quốc hội lập hiến trên cả nước sâu rộng và toàn dân toàn quân. Tráng chính tam giáo ở bốn vùng chiến thuật và quân đoàn tất cả đang hưởng ứng, hướng về trung tâm chỉ đạo tại Đà Nẵng, quân đoàn 1. Mặc dù đang bận rộn công vụ, nhưng có sự tập hợp tư tưởng và đơn vị và sửa soạn quân hành tại ba quân đoàn. Sau đó những đơn vị chung quanh Sài Gòn sẽ tiến quân về Dinh Độc Lập một cách trật tự, không nổ súng bất bạo động. Lúc đó tướng Thi và nhiều tướng khác vào Dinh Độc Lập, thì tướng Kỳ, tướng Thiệu ra tiếp đón phái đoàn. Có cả một ông đại sứ và nhiều nhân viên sứ quán Mỹ đến đón chào. Tướng Kỳ và tướng Thi chủ trì họp báo tuyên bố đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là chính thể dân cử có Quốc hội lập hiến do dân trực tiếp mà điều hành chính phủ, chính quyền. Đó là một trong những kế hoạch sẽ tiến tới nếu phong trào được bình an, thì cuối tháng 5 năm 1966, một đoàn binh chủng hải lục không quân cảnh sát hùng hậu tiến về Sài Gòn chung quanh Dinh Độc Lập do tướng Thi và các tướng lãnh bốn quân đội hướng dẫn. Được hai tướng Thiệu Kỳ ra đón tiếp, họp báo rồi tuyên bố như đã dự định nói trên. Tướng quân Phật tử không làm chính trị được. Sau khi anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm bị Hội đồng Quân dân Cách mạng Dương Quang Minh đảo chính lật đổ vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, chư tăng giáo phẩm các cấp lãnh đạo Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng như các tướng tá Phật tử trong quân đội lúc bấy giờ, tất cả không ai nghĩ đến dư đảng Cần Lao sẽ vùng lên, cấu kết nhau tìm mọi cách trả thù Phật giáo vì nghĩ rằng ai cũng có tâm hỷ xả hiền lành như mình. Nói rõ hơn, chư tăng tướng tá trong Hội đồng Quân dân Cách mạng đều có tâm đại từ bi, đại hỷ xả, cho nên không nhớ quên hẳn lời người xưa nói nhổ cỏ là phải nhổ sạch hết gốc lớn gốc nhỏ, cho nên không nở ra tay tàn sát hết dư đảng Cần Lao. Bởi vì những tướng tá Cần Lao không ai vô đó đều là huynh đệ quyến thuộc nội ngoại xa gần với những tướng tá Phật giáo, cũng như những như cùng khóa 1, 2, 3 Võ Bị Thủ Đức với nhau. Chứ nói trước đó họ là gốc đạo Phật, thờ ông bà là đằng khác. Hơn nữa, người Phật tử không bao giờ cố tình giết người. Không ngờ họ, các tướng tá Cần Lao cấu kết nhau trả thù các tướng lãnh trong Hội đồng Quân dân Cách mạng bằng nhiều cách. Trước tiên đưa tướng Cần Lao Nguyễn Khánh ra làm cuộc chỉnh lý, bắt nhốt tất cả tướng lãnh trong Hội đồng Quân dân Cách mạng đem nhốt lại tại Sài Gòn và Đà Lạt, và là nguyên nhân có ra cuộc vận động bầu cử Quốc hội lập hiến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, với mục đích thanh lọc toàn bộ tướng tá Cần Lao ra khỏi chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Nhưng không ngờ bị tướng Kỳ và một số chư tăng trong Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phá vỡ. Điều này được chứng minh qua lời nhận định của Văn phòng Giám đốc Trung ương Tình báo CIA Mỹ sau đây. Tháng 3 năm 1966, Phật tử biểu tình tại Đà Nẵng và Huế, tổng đình công chiếm đài phát thanh ở Huế và Đà Nẵng. Ngày 17 tháng 3 năm 1966, tại Sài Gòn, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Cộng Hòa Capot Lock gặp thầy Thích Chí Quang, trong khi các tướng Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ thì lại gặp thầy Thích Tâm Châu. Sự việc hai tướng Thiệu Kỳ gặp Thượng tọa Thích Tâm Châu chính là nguyên nhân có ra hai Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Viện Hóa đạo Ấn Quang, Viện Hóa đạo Việt Nam Quốc tự và Hiến chương mới. Sau đó Tổng thống Thiệu trong nhiệm kỳ 2 năm 1971 cử một đại tá gốc Phật tử đến Ấn Quang gặp thầy Trí Quang, nhà ý xin trả lại hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Viện Hóa đạo vốn có từ sau ngày Đại hội 4 tháng 1 năm 1964, và xin loại bỏ thầy Tâm Châu, tức là
gián tiếp xóa bỏ Viện Hóa Đạo Việt Nam quốc tự. Những bàn tay máu phá vỡ phong trào bầu cử Quốc hội Liên hiệp, Quốc hội lập hiến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Viện Hóa Đạo năm 1966, và sẽ được trình bày một clip sau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.